Nhìn thấy bộ dạng đau khổ của vợ, ông xã Tổng Tài giang tay ôm cô vào lòng. Lộ Thiền vòng tay ôm lấy eo anh, giọng nghẹn ngào nói, hôm em đi. Ánh mắt anh dần trở nên tĩnh lặng, đáp một cách nhiệt tình, lo lắng vợ sức khỏe còn yếu không vận động mạnh được. Ân cần bảo cô nghỉ ngơi nhiều hơn, đợi khỏe rồi đại chiến 300 hiệp. Cô không chịu lép vế, nói bản thân không dễ bắt nạt đâu. Sự mê hoặc này suýt chút khiến anh mất kiểm soát, khẽ cười nhẹ, nha đầu ngốc, em đang đùa với lửa đấy. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, cảm thấy tối qua ngủ cực kỳ ngon, bạn thân Diệp Hải Lam cũng đến. Là quyền dục thần đặc biệt gọi cô tới bầu bạn với vợ. Vừa gặp mặt cô nàng lại bắt đầu buôn chuyện, thật ngưỡng mộ cậu có ông chồng đẹp trai nhiều tiền, sống tốt mà lại còn chiều cậu. Ngủ đến trưa mới chịu dậy, Lộ Thiền bị ghẹo đến đỏ mặt, nhục không có lỗ vào mà chui xuống. Quay đầu định hỏi quyền dục thần đi đâu rồi, ai ngờ máu buôn chuyện của Hải Lam sụp sôi, kéo cô ngồi xuống cùng nhau thảo luận triết lý nhân sinh. Năm đó vì Tiểu Tam trên ngang, dạn nứt tình cảm với Cung Hạo nên mới ra nước ngoài. Giờ về rồi, tạm thời cũng không có việc gì, đến đây tâm sự cùng cô. Cô nàng đã vạch ra một loạt địa điểm ăn chơi thú vị, chuẩn bị một cuộc vui sắm lớn. Nhìn thấy tâm trạng của cô tốt lên trông thấy, quyền dục thần nhìn cô trìu mến. Vợ anh chỉ cần vui vẻ là được, còn lại cứ để anh xử lý. Đột nhiên điện thoại vang lên, hóa ra có kết quả điều tra vụ tai nạn xe của cha vợ. Sắc mặt anh trở nên căng thẳng, mọi việc dường như diễn ra ngoài dự liệu. Cuộc điện thoại đó lại là của Lộ Văn Huệ. Cô biết được tin giật mình kinh ngạc, nghĩ nát óc cũng không hiểu Lộ Văn Huệ có gì muốn nói với ông. Ông bình thường cũng không thích cô ta, thế nên cuộc gọi này đúng thật kỳ lạ. Mắt anh sắc lẹm, vậy phải đích thân hỏi cô ta rồi. Anh đã hẹn gặp cô ta 10 chiều, cô vội vàng nói muốn đi cùng. Nếu cái chết của ông có liên quan tới à, mình nhất định sẽ không bỏ qua. Anh cũng không ngăn cản, yên tâm, có anh đây rồi. Đến quán cà phê, Lộ Văn Huệ thấy hai người dính lấy nhau, ánh mắt lộ ra vẻ đố kỵ. Thứ đê tiện này có gì tốt chứ, có thể khiến người đàn ông như quyền dục thần hết lòng yêu thương. À bất cần đời giả bộ ngoáy giái tay bắn tiêu một cái. Nói đi, hẹn tôi tới có chuyện gì? Anh vào thẳng vấn đề, trực tiếp lấy điện thoại bố vợ ra, ánh mắt chất vấn, lạnh lùng nói. Là cô gọi cho cha Thiển Thiển trước khi ông xảy ra tai nạn phải không? Cô không muốn giải thích gì sao? Đồng tử à khẽ co vào, sau đó rất nhanh bình thường lại. Sao tôi phải giải thích nhỉ? Dù gì cũng là số giả. Bộ dạng rừng rưng quả khiến cô tức giận. Anh bảo cô đừng nóng vội, tất cả đều trong tính toán. Anh sẽ khiến ả phải thú nhận. Anh lấy ra dữ liệu của gọi đến quả lúc đó, ả cuối cùng không giữ được bình tĩnh. Dữ liệu này từ đâu mà có? Anh bĩu môi, lờ đi bộ mặt tái mét của cô. Xí, cầm cốc lên giấu đi nỗi bất an trong lòng. Là tôi gọi thì đã làm sao? Ai quy định cháu gái không được gọi điện cho chú mình chứ? Ả rất nhanh lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo. Anh trực tiếp hỏi luôn vào vấn đề. Nếu như vậy tại sao phải đổi số điện thoại? Ả lập tức cứng họng. Tôi chỉ không muốn người khác biết tôi muốn mượn tiền chú. Lộ Thiền bỗng chốc phản bác. À trước đây được Trương gia cho thưởng, sao còn phải mượn tiền? Ai dè ta cười khẩy một tiếng. 100 vạn còn con, chẳng đủ cho tôi tiêu. Thấy cô vẫn quyết truy hỏi, à đập mạnh bàn một cái. Đủ rồi, hỏi một đống như thế phiền chết đi được. Cái chết của bố cô không liên quan đến tôi. Nói xong liền quay người bỏ đi. Cô không can tâm, chẳng lẽ cứ để A đi như thế sao? Nhưng anh lại rất bình thản, đứng dậy dìu vợ. Chúng là chỉ cần đợi kết quả thôi. Kế hoạch anh ngầm sắp xếp sắp bắt đầu. Lộ Văn Huệ bỏ đi không về thẳng Trương gia, mà đi tìm mẹ. Thấy con gái hoảng hốt, bà ta vội vàng hỏi han. À sưng mặt nói ra chuyện ban nãy. Chu Phương Phương tỏ ra bình thản, dù gì cũng đâu phải con đâm vào Lộ Hải Bình. Sợ gì chứ? À trừng mắt lên nhìn, bà thì hiểu gì. Ngộ nhĩ bị cảnh sát tra ra thì gô cổ cả lũ. Nhìn con gái, bà ta đột nhiên nghĩ ra gì đó, sắc mặt thay đổi. Tai nạn xe đó là con làm sao? À khó chịu giằng tay ra. Hết cái quái gì? Bà muốn cả thế giới đều biết à? Quả nhiên bà ta bị dọa cho đứng người, hai tay không ngừng run rẩy. Nếu sự việc bại lộ, vậy thì ba ta sẽ ngồi tù thay con. Hai mẹ con cứ thế cãi cọ, không hề để ý có người gần đó đã ghi âm lại cuộc đối thoại này.